Dạ, kính chào cô chú anh chị ạ. Lời đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị đã xem video và cũng như ủng hộ bên em suốt trong cái thời gian vừa qua. Thì cũng em cũng sẽ luôn cố gắng đã tìm tòi những cái mặt hàng lan rừng của Tây Nguyên để cô chú anh chị sưu tầm ạ. Thì hôm nay thì nhà em cũng có rất là nhiều cái mặt hàng lan rừng để kính giới thiệu đến cô chú anh chị. Thì các cái mặt hàng lan rừng nhà em thì được anh em họ thu hái và họ đem trực tiếp đến tận nhà họ bán, cho nên là cái hàng rất là tươi, cho nên cô chú anh chị cứ hết sức yên tâm ạ. Thì hôm nay thì bao gồm cả hàng kg này, đầu tiên là kiều vàng, các cái mặt hàng tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi. Kiều vàng thì 150.000 1 kg, kiều cánh tua thì 140.000 1 kg, giáng hương 110.000 1 kg ạ. Tiếp theo là hoàng thảo long nhãn là 100.000 1 kg ạ. Hàng kg thì và các cái mặt hàng như là kiếm kiếm rừng này, thì tụi em đã giá từng phần từng hình. Tiếp theo là quế tháng 8, cái loại này rất là dễ trồng và hương thơm nữa, đặc biệt là nên ở vào đúng vào tháng 8 cô chú anh chị để sưu tầm. Thì hôm nay có tụi em có với ship trục trịch và với quế lước, thì tụi em có các cái phần tụi em chia từng theo bán theo ngọn, cho nên em giới thiệu được cô chú anh chị dễ sưu tầm hơn. Tiếp theo là báo hỷ ạ, báo hỷ. Tiếp theo là hoàng thảo trúc manh của con tâm, hạt vĩ, hoàng thảo tam bảo sắc, cả hai cái phần nhất điểm hoàng. Và em xin giới thiệu là cái lan mặc xuân. Mặc xuân xuân thì cái loại này nó nở vào cái mùa xuân, thì người ta họ xếp vào cái dòng này là dòng là Tết này. Tụi em bán 120.000 một phần thôi. Cái loại này đặc biệt là cực kỳ dễ trồng. Cô chú anh chị về có thể trồng với cái giá thể là cát, thì nói chung là đảm bảo rất là dễ sống. Tiếp theo là phượng vĩ á, phượng vĩ thì cái loại này thì ăn nắng 100%, loại này rất là ưa nắng ạ. Tiếp theo là tụi em có ít một ít phần hạt đỉnh hồng 150.000 một phần thôi. Tiếp theo là cái kiều dạt, thì cái loại này đặc biệt quý hiếm của chú chị ạ. Thì ở con tâm thì cũng ít rồi, anh em họ khai thác nói chung cũng lâu lâu thì mới gặp thôi, cũng không gặp thường xuyên, kêu dẹt ạ. Tiếp theo là cái phần kiếm bà nà, nói chung tụi em thanh lý, nói chung là các cái phần lẻ thôi cô chú anh chị về làm giống ạ. Lẻ lẻ và cái giờ nó cũng nhỏ lắm ạ. Chỗ này em mô tả cụ thể nếu mà cô chú anh chị thấy được thì sưu tầm ạ. Và tiếp theo là cái gói combo gồm có 17 loại với giá là 300.000. Gói combo rất là nhiều loại thế này, cứ mỗi loại một ít thôi, 300.000 một phần ạ. Và tiếp theo là thanh đạm, tụi em có hai phần, giá cái mỗi phần là 100.000. Tiếp theo là hải táo này, 120.000 một phần, rất là nhiều. Và hồ điệp rừng thì cũng 120.000 một phần, rất là nhiều ạ. Đầu tiên thì em xin phép đi tới cái phần kiếm trước ạ. Em giới thiệu kiếm. Thì cô chú anh chị phần các cái phần kiếm này thì cô chú anh chị tụi em chưa biết về kho, thì cô chú anh chị về xưa sổ hoa tại vườn ạ. Thì kiếm đặc biệt kiếm ở con tâm ở Tây Nguyên thì rất là nhiều cái mặt kho kiếm, thì tụi em cũng không có dám khẳng định cái kiếm gì. Tuy nhiên thì tụi em thấy nó cái hình thái nó rất là giống với cái dòng kiếm đoạn kiếm kiếm hai màu ạ. Thì cái tên khoa học là Cbidium bicolor á. Tuy nhiên mà tụi em không có dám khẳng định là cái dòng kiếm đấy của chú anh chị ạ. Thì cô chú anh chị về số hoa tại vườn, tụi em bán này thì tụi em chỉ bán với kiếm rừng thôi. Thì một phần thế này, phần số 1 này là 150.000, gồm có một dề này, hai dề, ba dề này, bốn dề, năm dề này, sáu dề, phần số 1 sáu dề này với giá là 150.000. 150.000 cái phần số 1 này. 150.000 phần số 1. Phần số 1 150.000 ạ. Tiếp theo là phần số 2. Phần số 2 thì 100.000 thôi. Thì kiếm rừng của chú anh chị ạ. Thì phần số 2 này. Một dề này, 2 dề, cái dề này cũ rất là lớn. 2 dề, 3 dề này. 3 dề này với giá 100.000 thôi, phần số 2 kiếm phần số 2 ạ. Tiếp theo phần kiếm số 3. Phần kiếm số 3 cũng với giá 100.000 này, gồm có một dề, hai dề, phần kiếm số 3 gồm có hai dề, thì cũng 100.000 thôi. Em theo em nghĩ thì rất là rẻ của chú anh chị ạ. Hai dề này cô chú anh chị về có thể trồng được một giờ rất là lớn.
100.000 phần số 3. Tiếp theo là phần kiếm số 4. Phần kiếm số 4 là 100.000. Thì phần này là nguyên dề của chú chị ạ. Đây. Nguyên dề này. Đấy. Đấy. Thì các cái dòng kiếm những các cái dòng kiếm ở Tây Nguyên Công Tâm thì mặt hoa nó rất đa dạng, mà đặc biệt nó nở vào cái mùa xuân của chú chị ạ. Thì phần số 4 này với giá 100.000. Tiếp theo là phần số 5. Phần số 5 cũng 100.000. Phần số 5 cũng 100.000 ạ. Kiếm phần số 5 gồm có 1 dề này. 2 dề. 2 dề. 2 dề thì với giá 100.000. Tiếp theo là phần số 6 cũng 100.000. Phần số 6 gồm có 1 dề này. 2 dề này. 2 dề. 3 dề. Phần số 6 cũng 100.000 ạ. Tiếp theo là quế tháng 8. Thì trước hết thì em xin khẳng định rằng đây là quế tháng 8 của chú chị ạ. Thì quế tháng 8 thì nó hoa vào tháng 8 thì bữa nay đến hôm nay thì tháng 12 rồi. Thì kỳ quả như thế này là chắc chắn là nở vào tháng 8 rồi. Không thể quế lặn lộn quế tháng mấy được ạ. Thì đầu tiên thì phần số 1 này. Tụi em bán với giá là 160.000 gồm có 5 cây. Em xin phép đi từng cây đưa cô chú anh chị lựa chọn một cây này, hai cây này, ba cây ạ, toàn bộ xếp hết cô chú anh chị ạ, bốn cây này, xếp trục lịch thế này, năm cây này, đấy, xếp quá đẹp luôn, và sáu cây này, thì cái phần số 1 này gồm có 6 cây, em ghi nhầm 5 cây, tuy nhiên là 6 cây của chú anh chị ạ, 6 cây này với giá là 160.000 phần số 1. Đấy. Phần số 2 là 6 cây với giá 160.000. Phần số 2 gồm có 1 cây này. Đã cho hoa hết rồi. 1 cây này, 2 cây này. Đấy. 3 cây này. Và 4 cây này, cây này xếp rục rịch quá đẹp luôn. 4 cây này. 5 cây ạ. 5 cây ạ. 6 cây ạ. 6 cây này. 6 cây này với giá là 160.000. Phần số 2 quế. Tiếp theo là phần số 3. Phần số 3 quế là 7 cây với giá 160.000. Gồm có 1 cây này, 2 cây này. 2 cây xếp rục rịch. 3 cây này. 3 cây này của chúng chị ạ. Và 4 cây. 4 cây này. Thì cái bảng lá nó sắc tím này, cái không phải bị hỏng đó của chúng chị ạ. 4 cây này. Và 5 cây này. 5 cây. 6 cây. Và 7 cây. Quá đẹp. 7 cây này với giá là 160.000. Tiếp theo là phần quế số 4. Phần quế số 4 cũng 7 cây với giá 160.000. Thì em xin phép đi từng cây được của chú anh chị. 1 cây này. 1 cây xếp này. 2 ạ. 3 cây ạ. 3 cây ạ. Thì cái mùa này ở Tây Nguyên thì vào mùa khô rồi cô chú chị ạ. Cho nên là cái nó không được mướt mát như mấy hôm mà em bán ạ. Tuy nhiên thì cái mùa này thì ghép những loại đơn thân thì quá hợp lý luôn. Lúc này là 3 cây rồi ạ. 4 cây. 4 cây này. 5 cây ạ. 5 cây này. 6 ạ. 6 cây. Và 7 cây ạ. 7 cây này với giá là 160.000. Và tiếp theo là phần số 5. 6 cây với giá là 160.000. Thì 1 cây này. 2 cây này. 3 cây này. 4 ạ. 4 cây ạ. Và 5 cây. 6 cây. 6 cây này. 6 cây này với giá 160.000. Phần số 5. Tiếp theo là phần số 6. Phần này là 300.000 ạ, là 5 cây thôi. 5 cây này cũng hơi tương đối lớn ạ. 1 cây ạ. 1 cây ạ. 2 cây ạ. 3 cây ạ. 3 cây thế này. 4 cây này. 4 cây ạ. Và 5 cây ạ. 5 cây lớn thế này. Thì 300.000 cô chú anh chị về cái phần này sưu tầm. Phần số 6 5 cây 300.000 ạ.
Tiếp theo là cái phần quế nước. Đó. Phần quế nước này là với giá là 200.000 đây, quế 10 11 cây. Đấy, một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, sáu ạ, bảy cây, 8 này, 9 này, 10 và 11 cây này. Lớn nhỏ gì 11 cây như em đếm đó là 200.000 đây, quế nước. Tiếp theo là cái phần phần em tiếp theo là cái phần quế xếp này. Phần quế xếp giống thì 21 cây với giá 140.000 thôi. Thì quế giống thì là cây đã nhỏ rồi, tuy nhiên là ngọn ở đầy đủ hết cô chú chị ạ. Thì 21 cây 140.000, rất là nhiều cây để cô chú chị về ghép. Phần số 8 tiếp theo là phần số 9. Phần số 9 là cũng 19 cây 140.000. 19 cây. Thì cái phần này nó lớn hơn cây kia xíu, tuy nhiên thì nó cũng thuộc em xếp cũng hàng giống, nó là 140.000 19 cây. Và tiếp theo là số 7 số 8 ạ. Tiếp theo phần số 8. Phần số 8 này và 7 cây. Với giá là 160.000. 160.000 bao gồm cả 7 cây này. Một cây ạ. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Đấy, năm cây. Và 6 cây. 7 cây. 7 cây này với giá là 160.000. Rồi tiếp theo là phần số 7 á, em xin phép đi ngược chứ ạ. Cô chú anh chị hết sức thông cảm ạ. Là phần số 7 này với giá là 8 cây với giá 130.000 rồi. 1 cây. 2 cây này. 3. 4 ạ. 5 cây ạ. 6 cây ạ. 7 cây ạ. Và 8 cây. 8 cây xếp thế này với giá là 130.000 thôi. Đấy. Tiếp theo là em chỉ có một phần cái hạt vỉ thôi. Phần hạt vỉ đây 100.000. 100.000 một phần hạt vỉ. Gồm có một dề này. Cái dề này đã xuống lá rồi. Tuy nhiên thì hai cái dề này ạ thì hạt vỉ nó chưa xuống lá. Cùng một rừng nhưng mà tuy nhiên thì cái dề thì xuống lá rồi, cái dề chưa xuống lá. Thì cái phần hạt vỉ này là 100.000. Tiếp theo là hòn thảo tam bảo sắc. Thì 120.000 một phần. Thì cái loại này hoa đẹp lắm ạ. Hoa nó màu tím mà to đẹp lắm ạ. Thì một phần thế này 120.000 ạ. Đây. Có những cái dề thân nó rất là to và dài. Cái loại này thì bùa này đã xuống lá của chúng như vậy. Thì hoàng thả tam bảo sắc 120.000 một phần ạ. Tiếp theo là hoàng thả trúc manh của con tâm. Thì cái loại này thì cô chú anh chị xem này. Các cái đốt nó rất là to. Thì cái loại này cô chú anh chị mua về thì khả năng nó cũng cho hoa luôn ạ. Bởi vì cái loại này hoa thì cái mùa nó là cuối mùa đông, đầu mùa xuân. Thì một phần thế này là 140.000. Một phần hoàng thả trúc manh là 140.000. Thì cái loại này nó cũng quý hiếm đó cô chú chị ạ. Cho nên là giá cả nó cũng hơi đắt xíu. Trúc manh 140.000 ạ. Tiếp theo là báo hỷ ạ. Báo hỷ thì tụi em có chia ra các cái phần. Phần số 1 này, nghiêng về là 110.000. 110.000 dây này ạ. Dây này 110.000. Thăng tơ. Thăng tơ này. 110.000 một dề báo hỷ này. Tiếp theo phần số 2 báo hỷ là 100.000 một phần thế này. 100.000 một phần thế này ạ. 100.000 của chú anh chị về ghép được 3-4 giờ luôn ạ. Phần số 3 báo hỷ này. Phần số 3 báo hỷ cũng 100.000. Tiếp theo tụi em có một cái phần kiều vàng, cái thân nó tương đối nó dài xíu. Tụi em có chia riêng ra là giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Thì cái phần kiều vàng này là 180.000 một phần này, gồm có là 4 dề, 1 dề này. 2 dề. 2 dề. 3 dề. 3 dề này, lá rất là nhiều ạ.
là 4 giây. 4 giây. Thì đây. Em xin phép đỡ lại của tuấn chị xem. Thì lá rất nhiều. Và cái kích thước của các cái dây này cũng rơi vào tầm 76-70 cm. Cái loại này thì cho hoa thì rất là dài. Đây, kiều vàng một phần 180.000 ạ. Tiếp theo là kiều vàng tụi em bán hàng kg thì với giá là 150.000 một kg, hàng đã qua các tia sẻ rồi cô chú chị ạ. Thì các cái dề nó cũng không lớn lắm đâu, nói chung cũng thế này thôi. Thì 150.000 một kg ạ. Tiếp theo là kiều cánh tua, thì tụi em bán với giá là 140.000 một kg. Thì tụi em hàng bán hàng kg, tuy nhiên cũng đã qua các lọc sạch sẽ rồi cô chú chị ạ. Thì cũng các cái giờ nhỏ nhỏ thế này thôi, cũng không có lớn, nó nhỏ tuy nhiên là giờ thế này của chú anh chị về cũng dở ghép thôi, cũng không có quá thao tác ghép cũng quá khó đâu. Thì hàng kg tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ rồi, cô chú anh chị xem các cái bộ rễ thì anh em họ lấy về bộ rễ rất là nhiều, tụi em cũng cắt gọn hết và gãy dọc tụi em cũng cắt sạch sẽ rồi cô chú anh chị yên tâm ạ. Và dáng hương tam bộ sắc đây, thì hàng kg này tụi em bán có giá 110.000 một kg thôi. Thì đây. 110.000 một kg dán hương, một ký rất là nhiều cây. Tiếp theo là hoàng thảo long nhãn 100.000 một kg thôi. Cây anh em mới lấy về nên rất tươi. Thì cái loại này đặc biệt là lá mỏng. Nếu mà tụi em đợi 2-3 ngày thì lá nó vàng nó héo rồi. Tuy nhiên anh em mới đi về cho nên là cũng rất là tươi. Tuy nhiên vận chuyển thì nếu mà đến nơi cô chú anh chị thì cũng có thể nó bị héo đôi chút ạ. Thì cái lý do này không thể nào tụi em tránh khỏi được. Tiếp theo là em xin giới thiệu đến cái phần mạc xuân. Thì mạc xuân thì một trong những cái mạc xuân thì một trong những cái loại mà rất là dễ trồng. Thì cô chú anh chị có thể chuẩn bị giá thơ rất là đơn giản là cát vàng cô chú anh chị và chậu cô chú anh chị về trồng, thì nói chung là loại này rất là dễ sống. Cái mạc xuân này hoa nó nở vào mùa xuân của chúng chị thì nó dở trồng, với lại cái thân lá anh nghĩ nó cũng rất đẹp, thân lá rất là sướng. Thì tụi em bán với giá là 120.000 một phần vậy. Một phần thì như thế này của chúng chị ạ. Cô chú anh chị về trồng được chậu rất là lớn, 120.000 một phần ạ. Thì cái loại này thì cái mùa này nó cũng đang hoa, đang nụ và hoa rồi của chúng chị ạ. Tuy nhiên anh em vận chuyển về thì đôi khi nó cũng không thể tránh khỏi được nó bị gãy hoa, thì cô chú anh chị xác định làm giống mùa sau chơi hoa. Cái mặt xuân này rất là dở, mặt xuân này rất là dở trong. Tiếp theo là tụi em có hai cái phần nhắc điểm hoa, cái thân nó rất là to. Thì cái phần số 1 này 150.000 nghiêng một dề thế này, 150.000. Thì cái cô chú anh chị xem cây rất là tươi và thân nó to nữa. Và nó vàng ống. Giờ nhắc điểm hoàng này tụi em bán với giá 150.000 rồi. Nhắc điểm hoàng. 150.000 phần nhắc điểm hoàng. Tiếp theo là phần số 2 là 120.000 gồm cả 1 dề này. Rất là nhiều phân tơ và 2 dề. Phần số 2 này 2 dề và các cái thân nó cũng vàng và nó cũng to giống như giờ số 1 của chú chị ạ. Phần số 2 thì 2 dề với giá 120.000. Tiếp theo là hạt đỉnh hồng. Thì cái loại này hoa rất là đẹp và cũng đặc biệt nở vào mùa xuân nữa. Thì một phần như thế này của chúng chị ạ. 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề, 1 dề tầm 4 5 dề gì đó. Nếu mà cái phần dề nhỏ thì được 4 5 dề, phần như phần lớn thế này 4 dề. Thì nhất hạt đỉnh hồng 150.000 một phần ạ. Và tiếp theo là lan phượng vĩ. Lan phượng vĩ thì cái loại này hoa rất là rực rỡ và dở trồng nữa. Cô chú anh chị về nếu mà trồng rỡ rồi nó ra hết rồi, cô chú anh chị có thể cho ăn nắng 100% luôn thì nó vẫn sống. Thì tụi em bán với giá 80.000 một phần phượng vĩ. 80.000 một phần. Thì cái loại này nếu mà đạt cái kích thước tối đa thì tầm cỡ 3-4 mét của chú anh chị ạ. Người ta hạn trồng làm hàng rào là và làm bóng mát luôn ạ. Và tiếp theo là kiếm bà nà. Kiếm bà nà thì tụi em hàng này hàng thanh lý của chú anh chị ạ. Cái hàng thanh lý thì tất nhiên là nó cũng không được đẹp lắm. Thì các cái phần thế này cô chú anh chị xác định về làm giống ạ. Tụi em bán một phần rất là nhiều thế này với giá 200.000 thôi.
À, cái loại này cũng thuộc dòng quý hiếm của chú chị ạ. À, thì à, đây à, tụi em thanh lý là dùng thế này, à, ghi giờ thế này, à, tụi nó cũng ít rỡ thôi, không biết là về nó có thời sống hay không. Tuy nhiên tụi em nghĩ nó còn rỡ thì nó cũng có khả năng sống thôi. À, thì các cái một phần rất là nhiều thế này, à, là mua 200.000 này, à, kiếm bài nà này, à, kiếm bài nà, à, thì một phần kiếm bài nà 200.000. À, tiếp theo à, là kiều dẹt của vùng con tôm ạ. À, thì cái loại này anh em cũng mới đem về rồi, à, cho nên là cái màng lá nó rất là tươi của chú anh chị ạ. À, thì cái dòng này cũng thuộc dòng lá mỏng. À, thì cái dòng này tụi em bán phần số 1 này với giá nó 200.000. À, là một phần thế này, à, phần số 1 200.000 ạ. À, tiếp theo kiều dẹt phần số 2 đó là cũng 200.000. Thì cái loại này thì thực ra thì ở con tôm thì nó rất là quý hiếm của chú chị ạ. Anh em họ đi cũng rất là khó khó gặp, khó tìm. Cái loại này hoa rất đẹp. À, phần số 2 là 200.000. À, 200.000 phần số 2 ạ. Tiếp theo là phần số 3. À, thì 250.000. Thì cái dê này cũng theo em nghĩ thì cũng gọi là nguyên bản thì cũng đúng. À, bởi vì tuy nhiên nó không bám vào cái khúc cây nào, tuy nhiên cái phần các cái dề nó bám vào một cái cục rễ của chú chị ạ. Cục rễ nó sống nhờ cái cục rễ này, này. Thì một nghiêng một dề nguyên bản này với giá là 250.000. Tiếp theo là phần số 4 kiều dẹt. À, thì số 4 này cũng với giá là 250.000. Thì một dề dề đứng của chú chị này, dề của chú anh chị về trồng chậu thì thớ rất đẹp. Phần số 4 250.000. Tiếp theo là phần số 5 với giá là 260.000. Phần số 5 là nghiêng về 260.000 nghiêng về này. Tiếp theo là kiều dẹt phần số 7, kiều dẹt phần số 6 ạ, với giá là 150.000. Số 6 150.000 như thế này. À, thân thân à, thân tơ của chú chị này, à, thân tơ này. À, thân tơ rất là to. À, phần số 6 này với giá là 150.000. À, tiếp theo phần số 7 kiều dạt với giá là 200.000. À, phần này thì nó hơi vụn hơn xíu của chú anh chị về làm giống, 200.000. À, một phần thế này à, cô chú anh chị à, đến bao nhiêu giờ tụi em gửi bao nhiêu giờ. À, một phần thế này là 200.000. À, số 7 kiều dạt. À, tiếp theo là à, cái gói combo gồm có 17 loại à, với giá là 300.000. À, rất là nhiều của chú anh chị ạ. À, gồm có long nhãn này, bao gồm em đập mặt xuân này, mỹ dung, tóc tiên, cành lăng cành dao, lòng xòe, thập hoa, vanda, kiều lan, kiều dẹt, hoàng thảo tam sắc, kiều vàng, kiều tua, nhất điểm hoàng, giáng hương, long nhãn, vanda yên ương và kim bạch xuân. Thì có một cây vanda yên ương nó đã hoa rồi cô chú anh chị ạ. Vanda yên ương nó đã đang hoa này. Đó. Cái mùa này mùa khô rồi cho nên là thân lá nó cũng đẹp, mấy cái dòng rợ gió thân lá nó không được đẹp lắm ạ. À. Thì các cái bao gồm có 17 loại với giá là 300.000 một phần combo thế này. Đó. À, tiếp theo là tụi em có hai phần thanh đạm, 100.000 một phần. 100.000 một phần. À, rất là nhiều của chú chị ạ. À, một phần thế này cũng chắc tầm ký hai gần ký mấy 2 ký ạ. À, phần số 1 thanh đạm. À, tiếp theo là thanh đạm phần số 2 à, cũng 100.000, à, cũng một phần cũng rất là nhiều. À, 100.000 rồi. À, tiếp theo là hài táo này, 120.000 một phần. À, cô chú anh chị xem một dãy thế này thì cũng rất là nhiều cây, 120.000 thôi. À, thì cũng thưa cô chú anh chị là cái hài táo, phần hài táo này nó cũng không được đẹp lắm. Đó. Bởi vì nó anh em họ đi lâu ngày về nó bị mất nước của chú chị ạ. Đó. Thì cái hàng thực tế thế này. Đấy. Đó. Đó. Thì một phần hết bao nhiêu phần hải táo thế này, 120.000 thôi cho chú chị về làm giống. Đó. Tiếp theo là hồ điệp rừng. Đó. Thì 120.000 của một phần rất là nhiều thế này. Đó. Đó. Thì cái phần này thì anh em họ lấy về cũng cây rất là nhỏ. À, phần vừa ở nhỏ vừa lớn, hết một phần hồ điệp rừng thế này 120.000. Đấy, đấy thì trên đây là một số cái mặt hàng lan rừng buổi tối hôm nay em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị.
cũng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị ạ. À, em xin chân thành cảm ơn ạ.